Chào các bạn nhé. Đây là chiếc đồng hồ dành cho nữ, được sản xuất bởi J-Axis. J-Axis là cái thương hiệu sản xuất đồng hồ thường dành cho thị trường nội địa Nhật Bản. Mặt số đồng hồ là 3 kim. Trên mặt số là biểu tượng của đồng tiền 10 đô la mạ vàng. Viền đồng hồ tương tự như đồng xu 10 đô la. Đây là cũng là chấm của đồng 10 đô la đây. Đồng hồ có kích thước là 24 mm. Toàn thân đồng hồ và dây dạng lụa đều được mạ vàng 18 carat. Mới, chưa hề sử dụng. Còn rất đẹp. Đấy. Chiếc đồng hồ được lắp máy quắc PC21A của Seiko Nhật Bản. Ở đây là chiếc J-Axis thuộc Modern Thampi của Nhật Bản và có cái Modern là 2152. Đồng hồ dành cho nữ, theo mình thì cổ tay của chị em có khoảng độ tầm 15,5 cm chu vi đến khoảng 17 cm chu vi, đeo chiếc này thì sẽ rất đẹp. Đương nhiên nhỏ hơn hay to hơn đeo đều được. Đó là cái quan điểm riêng cá nhân mình cho cách nhìn nhận. Cảm ơn chị em đã xem video.